Nhắc tới xứ sở của những chiếc đồng hồ xa xỉ, nổi tiếng, thời thượng, chắc hẳn ai cũng nghĩ ngay đến Thụy Sĩ. Với câu hỏi, đồng hồ Patek Philippe của nước nào sản xuất thì câu trả lời chắc chắn và đương nhiên sẽ là Thụy Sĩ xinh đẹp của chúng ta. Patek Philippe là thương hiệu đồng hồ nổi tiếng của đất nước Thụy Sĩ, góp phần làm nên tên tuổi của đồng hồ Thụy Sĩ. Trụ sở chính của Patek Philippe nằm ở Geneva, thành phố lớn nhất chuyên sản xuất và kinh doanh đồng hồ tại Thụy Sĩ. Ý tưởng đồng hồ Patek Philippe bắt đầu manh nha từ năm 1839. Trong năm 1839, người thợ chế tác đồng hồ Robert Anthony de Patek đã cho ra sản phẩm đồng hồ sơ khai đầu tiên là Patek tại Geneva. Năm 1951, ông phối hợp cùng với Adrien Philippe bắt đầu thiết lập ra hệ thống lên dây từ nấm chỉnh giờ. Lên dây không cần gear cho đồng hồ như hiện nay. Từ đây, cái tên Patek Philippe chính thức ra đời. Đồng hồ Patek Philippe sở dĩ chúng đắt đỏ là bởi vì chúng được làm từ những vật liệu quý hiếm như vàng trắng, vàng hồng, kim cương, đá quý. Đây là những vật liệu vô cùng quý hiếm và xa xỉ mà chỉ có tầng lớp quyền quý hay giới thượng lưu mới có cơ hội được tiếp cận và sở hữu. Không chỉ được sản xuất từ vật liệu quý hiếm, đồng hồ Patek Philippe còn có quá trình thực hiện tỉ mỉ và công phu. Để cho ra đời được một chiếc đồng hồ đạt chuẩn, quá trình sản xuất thậm chí còn phải trải qua đến 150 công đoạn thủ công thì mới có thể hoàn thiện được. Đồng hồ Patek Philippe là tâm huyết của những nghệ nhân. Mỗi tác phẩm đều được gửi gắm vào đó rất nhiều công sức và thời gian. Chính vì vậy, nó không chỉ là một chiếc đồng hồ vô tri vô giác mà còn là một tuyệt tác chứa đựng linh hồn của các nghệ nhân. Với thiết kế độc đáo, vật liệu quý hiếm, quy trình sản xuất tỉ mỉ và tâm huyết của người làm, chiếc đồng hồ Patek Philippe đắt tiền cũng là điều hiển nhiên. Tương ứng với mức giá đắt đỏ của nó là một chiếc đồng hồ hoàn hảo sang trọng, thể hiện lên đẳng cấp quyền quý và vị thế của người dùng. Chị Lăng trân trọng kính chào tất cả quý khách. Hôm nay chị Lăng xin phép giới thiệu với tất cả quý khách một siêu phẩm đồng hồ chế tác. Và đây là một chiếc đồng hồ chế tác Patek Philippe. Tất cả thân vỏ, dây được đúc bằng vàng nguyên khối 18K A750, vàng y đúc ra và chuẩn hội màu raw gold. Thì chiếc đồng hồ này ngoài vàng thì kèm với vòng bezel là full kim cương baguette, siêu lấp lánh, siêu chiếu, cọc số bằng kim cương. Và xin mời camera đi beauty chi tiết những góc cạnh em lấy dùm trên chiếc đồng hồ này. Xỏ vào tay Danh luôn để cho camera beauty lại. Như chúng ta đã biết thì đồng hồ Patek giá trị rất là cao. Và để sở hữu được một chiếc đồng hồ Patek Philippe thì chúng ta sẽ bỏ ra số tiền rất là lớn, rất là nhiều. Và đôi khi mua sản phẩm này cũng rất là khó. Và Kỳ Lăng là đơn vị chuyên chế tác tất cả những sản phẩm, tất cả những gì liên quan đến vàng và kim cương. Quý khách chỉ việc thích những mẫu nào thì Kỳ Lăng sẽ thực hiện chế tác cho quý khách những mẫu đó. Quý khách thích option gì, Kỳ Lăng sẽ lên option cho quý khách. Ví dụ như đây là một chiếc đồng hồ Patek Philippe chế tác bằng vàng khối 18K AU750. Toàn bộ dây cũng như là mặt tất cả đều là vàng 18. Và vòng bezel này là full kim cương baguette, kim cương thiên nhiên, cọc số là kim cương. Và rất dễ thương khi kết hợp trên tay với một chiếc nhẫn đồng hồ Patek Philippe chế tác từ Kỳ Lăng Luxury. Nó là một cặp luôn, rất dễ thương. Nhưng cái chiếc nhẫn này là kim cương tròn nha, còn cái đồng hồ này là kim cương baguette. Và chúng ta thử cân tổng trọng lượng của chiếc đồng hồ này là bao nhiêu. Và chiếc đồng hồ này là làm theo một cái size rất là to, size tay đeo rất to, tới 25 mắt, bình thường thì tầm cỡ 22-23 mắt thôi. Nhưng mà Kỳ Lăng làm full luôn là 25 mắt.
Tổng trọng lượng của chiếc đồng hồ này là 155,5 gram, bao gồm phần vàng là chính, phần mái và kim cương. Và mình cân thử tổng trọng lượng của chiếc đồng hồ này là bao nhiêu chỉ, bao nhiêu lượng chứ không phải là bao nhiêu chỉ, sorry, bởi vì rất là nặng, hơn 4 lượng mốt. Tổng trọng lượng của chiếc đồng hồ này là hơn 4 lượng mốt, chính xác là 4 lượng 1445. Bình thường thì một chiếc đồng hồ như thế này đối với size tay của người châu Á mình thì tầm cỡ 22-23 mắt, nhưng mà cái này tới 25 mắt là cho một size của người Tây rất là to và Kỳ Lăng làm theo yêu cầu. Thì khi quý khách đặt, Kỳ Lăng sẽ thực hiện size tay theo dựa theo của quý khách, nên là quý khách yên tâm là đồng hồ sẽ đeo vừa khít vừa bon. Toàn bộ phần vàng 18K AU750 được Kỳ Lăng đi phân tích thành phần vàng hết, cụ thể là đi giám định phân tích ở trung tâm chuyên phân tích vàng cho các cửa hàng vàng bạc đá quý. Tức là nơi này họ chuyên phân tích thành phần vàng cho mình, có nghĩa là khi mà chúng ta có vàng cục, vàng nấu, vàng y gì đó thì chúng ta đem lại họ sẽ phân tích. Và cụ thể chiếc đồng hồ thành phẩm này cũng vậy, mình đem lại họ sẽ dùng máy quang phổ Olympic của Mỹ, máy chuyên dụng để mà phân tích thành phần vàng, và cụ thể là vàng 75. Tùy vào mỗi sản phẩm mà cái thành phần vàng nó sẽ chênh lệch nhau một chút xíu 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 thôi, có nghĩa là 75.11 là hơn 75 rồi nè. Và có nhiều cái Kỳ Lăng sẽ làm là 76 luôn, tức là bằng 75 mà Kỳ Lăng làm tới 76. 75 chuẩn là ra 18 carat, mà 75.11 là 18.03 carat, 76.12 là 18.27 carat. Thì nói chung là vàng 18 miễn sao nó nằm trong cái khung khổ của vàng 18, có thể là chênh lệch với nhau một chút xíu, có thể là 74.99 chẳng hạn, hoặc là thường thường Kỳ Lăng làm là hơn 76 không à, 75-76 không. Đó là mình đi phân tích thành phần vàng. Thì mình đã biết được chính xác như thế nào rồi, và tất cả sản phẩm Kỳ Lăng đều đi giám định phân tích như vậy hết. Và đồng thời Kỳ Lăng còn đi thêm ở những nơi, những trung tâm giám định khác, như là cụ thể ở đây là Doji. Thì nơi này họ sẽ giám định cụ thể hình ảnh sản phẩm cho mình luôn, là vàng gì, kim cương gì luôn, không có phân tích như cái chỗ hồi nãy Kỳ Lăng đi giám định phân tích bằng máy Olympus. Và đây họ chụp hình sản phẩm, cụ thể đây là chiếc nhẫn Kỳ Lăng đang đeo, và họ sẽ chụp hình sản phẩm này và họ sẽ ghi trên này là vàng gì. Họ ghi cụ thể là vàng 18K, vàng hồng 18K và có kim cương thiên nhiên. Họ ghi rõ luôn là 35 viên kim cương ở trên vào tờ giấy này, 35 viên kim cương và kim cương tròn, 1 ly 2 Woods. Họ in rất chi tiết sản phẩm vào. Thì đây là nơi giám định, chứng thực giám định nó là sản phẩm bằng gì và chất liệu gì. Còn chỗ này là mình chuyên đi phân tích thành phần, ví dụ như đây là phân tích được là vàng là bao nhiêu phần trăm, có đúng là vàng 18 hay không, vàng 18 nhưng mà ví dụ như nó xây dịch xuống thành 72-73 đi, người ta cũng bảo là vàng 18, hoặc là hơn đi 16-76 cũng là 18, nhưng mình phải phân tích được có phải là vàng 75 hay không, có đủ 75 hay không, có thể xây dịch dưới một chút xíu 74 thoải mái cũng được, nhưng mà dưới 74 là không được. Ví dụ như đây là dư nè, 74 mà 75 mà mình thành 76 là dư nè, thì ok, miễn sao nó là vàng 75. Máy này chuyên dụng phân tích thành phần vàng, các vật liệu bằng vàng và các thành phần kim loại khác. Và đến với Kỳ Lăng, ngoài đi phân tích thành phần vàng, ngoài đi giám định, Kỳ Lăng đã làm sẵn hết cho quý khách rồi, và quý khách được xem cụ thể chi tiết qua máy hỗ trợ nhìn. Có thể bằng mắt thường chúng ta sẽ không nhìn thấy kỹ và không thấy được sâu với những chi tiết nhỏ ở bên trong, thì chúng ta cần công cụ để hỗ trợ và chúng ta sẽ thấy rất rõ điều đó qua dụng cụ của Kỳ Lăng. Đây, bây giờ camera đi cận cảnh lại giùm anh. Đối với một viên kim cương thì chúng ta sẽ soi được hộp đó có đẹp hay không, có bị than hay là bị mẻ gì không. Tại vì mỗi sự chênh lệch với nhau một chút xíu về hình thức thôi là giá trị đã khác với nhau rất là nhiều. Đây, kim cương Kỳ Lăng sẽ soi cho quý khách xem. Kim cương rất là trong và không bị than, không bị nói chung là không bị mẻ. Và từng viên kim cương Kỳ Lăng cũng đã tuyển chọn và chọn lọc cho nó cân đối, nó tương đồng với nhau, đồng bộ với nhau, thành một bộ vòng bezel nó cực kỳ chuẩn và đều
đều về kích thước, đều về màu, đều về độ đẹp. Đây là từ bằng y ra và hội thật là chuẩn, nên cụ thể đây là chiếc đồng hồ màu vàng hồng gọi là Rougon, màu cực kỳ chuẩn và công nghệ nén đặc biệt của Kỳ Lân Luxury và không bị bọt vàng nên đưa ra độ bóng, độ đẹp hoàn hảo của màu vàng này, của chất liệu vàng này, của cụ thể là nguyên cái đồng hồ này. Và với công nghệ đi đầu về chế tác sản phẩm bằng vàng và kim cương, cho nên là tất cả sản phẩm Kỳ Lân cho ra đời đều hoàn mỹ và hoàn chỉnh, hoàn thiện, không bị ba vớ. Kể cả từ kim cương của cọc số cũng vậy, Kỳ Lân cũng tuyển chọn từng cọc cho nó đồng nhất với nhau, cho nó đồng nhất về kích thước, về màu sắc, về độ đẹp. Đó là những gì Kỳ Lân sẽ đáp ứng cho quý khách từ giấy giám định, giấy phân tích và cho quý khách coi trực tiếp bằng máy móc, công cụ hỗ trợ. Đồng thời khi chúng ta dùng sản phẩm thì Kỳ Lân cũng khuyên khách là nên đi tự mình đi kiếm những chỗ mà trung tâm giám định vàng bạc đá quý để mình phân tích giám định thêm, để mình biết chắc chắn 100% sản phẩm mình đang dùng, để mình tự tin tuyệt đối khi mình sở hữu và sử dụng nó. Và một ưu điểm, một thế mạnh của Kỳ Lân Luxury nữa, đó là tất cả kim cương của Kỳ Lân chọn từ những nước đẹp, một trong những nước đẹp nhất, đó là trong phân khúc của nước DEF và độ sạch VS, VVS. Và như chúng ta đã biết thì vàng chuẩn thì giá nó sẽ khác với vàng chưa chuẩn, có nghĩa là chưa chuẩn về tuổi của vàng, thì nếu như vàng chuẩn tuổi thì giá nó sẽ khác. Và kim cương cũng vậy, nếu như chúng ta chọn những viên kim cương đẹp và chuẩn thì giá nó sẽ khác với những viên kim cương thường. Cho nên sự chênh lệch giữa đồ đẳng cấp đỉnh cao và sản phẩm bình thường nó sẽ chênh lệch với nhau nhiều. Và ngoài cung cấp sản phẩm đồng hồ chế tác bằng vàng kim cương ra, thì khi quý khách dùng những sản phẩm đồng hồ quý khách đang có mà ví dụ như bị thiếu mắt hoặc là bị rất mắt nấm rồi, tức là cái nút chỉnh, thì hãy liên hệ với Kỳ Lân, hoặc là bị sứt mẻ, bị móp vàng, hãy liên hệ với Kỳ Lân. Kỳ Lân sẽ chuyên spa phục hồi lại đồng hồ cho quý khách như cũ. Mắt nấm Kỳ Lân vẫn làm lại nấm cho quý khách bằng chất liệu vàng luôn, hoặc là chất liệu tương ứng với đồng hồ quý khách đang có. Thiếu mắt Kỳ Lân sẽ làm thêm mắt, hoặc là dây bị vàng bị gãy, bị nói chung là bị lỗi đi, thì hãy liên hệ với Kỳ Lân, Kỳ Lân sẽ phục hồi spa sản phẩm lại cho khách như ban đầu. Nếu tay Kỳ Lân á thì tháo ra cỡ 2 mắt là đẹp. Thì đối với tay của khách thì muốn size nào to hay nhỏ gì Kỳ Lân đều có thể làm đủ theo yêu cầu. Và quý khách thích mẫu này hoặc thích những mẫu nào từng thấy, hoặc là muốn những mẫu nào quý khách thích, thì hãy liên hệ với Kỳ Lân. Kỳ Lân sẽ đáp ứng những sản phẩm chế tác cho quý khách theo đúng nhu cầu và yêu cầu của quý khách luôn. Vâng, và như vậy video clip đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lân cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm, đã đồng hành, đã theo dõi, đã xem clip này của Kỳ Lân. Kỳ Lân chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury. Và hãy ủng hộ Kỳ Lân bằng cách subscribe kênh YouTube cũng như là like, theo dõi trang fanpage Kỳ Lân Luxury để cập nhật, theo dõi, xem nhiều video về những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao trong thời gian sắp tới. Hãy truy cập trực tiếp vào website kylanluxury.com để xem sản phẩm và giá. Hãy gọi cho Kỳ Lân hotline 0901 247 247 hoặc kết nối qua Zalo 0901 247 247. Đội ngũ Kỳ Lân sẽ hỗ trợ tất cả những gì liên quan đến sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.